Ngày mai 5 tháng 9, các trường trên cả nước nói chung và tại Đồng Nai nói riêng sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Tại huyện Định Quán, từ cách đây hơn một tháng, các trường học đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện dọn dẹp trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón chào năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Ngay trước thềm năm học mới, công trình nâng cấp mở rộng trường tiểu học Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán với kinh phí trên 11 tỷ đồng đã được hoàn thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi đón các em học sinh tới trường học tập. Ngoài việc nâng cấp, cải tạo 18 phòng học, nhiều hạng mục công trình được xây dựng mới như nhà bảo vệ, nhà xe, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ khác như tường rào, sân bê tông, cây xanh thảm cỏ cùng nhiều trang thiết bị hỗ trợ cho việc dạy và học. Trường là một cái vùng trường sâu vùng xa nhưng mà được trang bị và xây dựng là sửa chữa hết sức khang trang. Tới thời điểm hiện nay thì cơ bản là đáp ứng đầy đủ cho cái công việc dạy và học của học sinh cũng như giáo viên. Mà đặc biệt tuy là một trường ở vùng sâu vùng xa nhưng mà được các cấp lãnh đạo huyện và phòng dục là trang bị xây cho một cái nhà đa năng, thì đây là một sự hết sức vui mừng của nhà trường cũng như là học sinh của địa phương. Tại vì có cái nhà đa năng này thì học sinh sẽ được hưởng thụ rất nhiều những cái học tập ở trong ngôi nhà này, như là ca múa hát, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ. Cũng như trường tiểu học Thanh Sơn, trường tiểu học Nguyễn Khuyến thị trấn Định Quán cũng đã được đầu tư 12 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp nhiều hạng mục công trình nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh đến trường trong năm học mới. Cùng với đó, hơn 10 cơ sở giáo dục khác của huyện Định Quán cũng đã được đầu tư xây dựng mới và xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, sửa chữa, cải tạo với tổng kinh phí gần 240 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục Định Quán cũng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy như phòng máy vi tính, bộ trình chiếu, TV trong lớp học với kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. Nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập, giúp các nhà trường nâng cao hơn chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục. Thì em cũng lần đầu tiên đưa con tới trường nên cảm vô mới vô nhìn thấy trường khang trang sạch sẽ thì em cũng cảm thấy vui. Thì lần đầu tiên đưa con tới trường thì cũng em cũng muốn cho những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhiều khi mình nhìn con mình được vui vẻ. Con mình nếu mà thích trường này thì rất là tốt, tại niềm vui của con cũng là niềm vui của ba mà. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, nhưng để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Định Quán đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đầu tư cơ sở vật chất để xây thêm trường mới, sửa sang phòng học cũ, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học sinh tự trường, khai giảng năm học mới theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì đến nay toàn huyện cũng đã cơ bản về việc chuẩn bị tu sửa cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường sư phạm, để các trường đã lau chùi xếp bàn ghế, vệ sinh cảnh quan cổng, rồi kết hợp ngày ra quân sốt xuất huyết thì cũng đã hoàn thành cơ bản việc đón cháu đến trường. Còn ngành cũng gặp nhiều khó khăn chuẩn bị năm học mới là đối với việc thiếu giáo viên và hai là thiếu cái cơ sở vật chất là phòng máy để phục vụ học sinh học. Thì cái giải pháp cho ngành thì hiện nay đối với thiếu giáo viên thì theo phân cấp thì các hiệu trưởng các trường sẽ rà soát lại và nếu chưa tuyển dụng kịp thì sẽ mời các cái giáo viên về hưu để ra dạy. Năm học 2022-2023, huyện Định Quán huy động gần 39.000 học sinh ra lớp theo học ở 65 trường. Trong đó có 23 trường mầm non, 28 trường tiểu học và 14 trường trung học cơ sở. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được hoàn tất, sẵn sàng đón các em học sinh tới, chào đón năm học mới chính thức bắt đầu.